cho chúng con được gặp nhau, kết nên mối duyên bền lâu. Dù cho sóng gió bao tổ, nguyện một lòng mãi không đổi thay. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Và Ngài hằng ghé mắt chúc phúc tình vợ chồng thắm nồng yêu thương. Khấn xin mãi luôn thuộc về nhau, Chúa sẽ kết trong tình yêu. Lời kinh thăm thiết sớm tối, tình vợ chồng ấm êm thủy chung. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Chọn một niềm kính mến phó thác, nguyện Ngài hằng giữ gìn nâng niu. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm, qua bao nỗi cơ cầu mấy kiếm răng sầu, nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình son sắc ân tình. Người sáng đức tin, tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thắm sinh. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, anh Anton Nguyễn Văn Thịnh và chị Maria Phạm Thị Vân Anh rất thân mến. Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp anh chị cùng với thân quyến bạn bè trong ngày mà anh chị cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin Chúa nhậm lời của anh chị trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực anh chị, cho anh chị được hưởng lòng những điều như mà lòng mong ước và thực hiện mọi điều mà anh chị khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Tâm chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Ô Đức Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vào lúc khởi đầu nhân loại trên đà tăng trưởng, Chúa ban phúc cho dòng dõi đã gia tăng. Xin Chúa thương nhậm lời chúng con khẩn cầu mà tuôn đổ muôn vàn phúc lành xuống trên các tôi tớ của Chúa đây là anh Tôn Nguyễn Văn Thịnh và chị Maria Phạm Thị Vân Anh, để trong cuộc sống vợ chồng họ được liên kết với nhau bằng cùng một tình yêu, bằng cùng một ý hướng và bằng sự thánh thiện của nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách huấn ca: Phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, số ngày sống như được nhân đôi. Vợ đảm đang làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái, nét mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời,
người tiên hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời thì nhờ cách ăn nết ở của những người vợ chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục. Hãy xem xét cách ăn ở, hãy ăn nết ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bệ tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản. Đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ hành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ phục tùng chồng mình như bà Sarah đã phương phục ông Abraham. Ông Abraham khi ông gọi ông là ông chủ, chị em là con cái của bà, khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người chồng, khi sống chung với vợ, chị em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa,
nhưng trái lại hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ơ. Khi ấy có những người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu để thử người. Họ nói, người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp lại, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam có nữ, và Ngài phán, bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, anh Anton Thỉnh và chị Maria Vân Anh cùng hai bên gia đình rất thân mến. Nếu ngay giây phút này đây, tôi cùng với cộng đoàn hỏi anh Anton Thỉnh và chị Maria Vân Anh câu hỏi, lý do nào mà hai bạn kết hôn với nhau? Chắc hẳn chúng ta sẽ nhận được câu trả lời, bởi vì chúng con yêu nhau. Rõ ràng là yêu nhau thì hôm nay mới cùng nhau cầm tay nhau hân hoan bước lên bàn thánh để nói lên sự kết ước trong đời sống hôn nhân. Và đối với anh Thỉnh và chị Vân Anh ngay giờ phút này đây, đối với anh chị thì yêu nhau là điều quan trọng nhất. Điều đó hoàn toàn đúng. Thế nhưng yêu nhau là gì? Hay là tình yêu là gì? Bởi vì chúng ta nói hỏi câu này bởi cái khi mà nói về tình yêu, một là nó một khái niệm trừu tượng, và khi mà đưa ra một câu hỏi thì mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Chúng ta đọc trong văn chương thơ ca không bao giờ nói cho đủ cho hết về tình yêu, và chả có ai dám tự hào khẳng định là mình đưa ra định nghĩa chính xác về tình yêu. Nhưng có người thì bảo rằng yêu nhau là nhớ nhau, như có nhà thơ nói là nhớ ai ra ngẩn vào ngơ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai. Nhớ mà cái định nghĩa nhớ nó cũng không rõ ràng, tức là yêu nhớ, yêu nhau là nhớ nhau. Có thể bước đầu của tình yêu là sự nảy sinh do một hấp lực lẫn nhau giữa hai người từ một lần gặp gỡ nào đó. Có cái gì đó xuất hiện ngay lúc ấy hoặc sau một thời gian ngắn mà người ta gọi là tiếng sét ái tình, để rồi cái giây phút gặp nhau đầy lưu luyến ấy, bóng hình ai đó đã làm thay đổi cả một cuộc đời. Không biết ở đây có nhiều người có kể lại gọi là tình sử không? Tôi thì thường tôi hay nghe ở gia đình nhiều, hay là nhiều người thì kể lại cái giây phút gặp gỡ nhau ấy. Cái giây phút gặp gỡ nhau đâu, bởi vì chúng ta đầu tiên có ai hẹn đâu. Đương nhiên là Thiên Chúa tạo dựng nên có chúng ta, và chúng ta tin rằng là cái tình yêu của chúng ta là được Thiên Chúa xe định. Thế nhưng mà những giây phút gặp gỡ ban đầu ấy
người ta bảo là sau này trong gia đình khi mà về chung sống với nhau rồi, nó có những cái vấn đề khó khăn gặp phải, thậm chí là nó có những cái vấn đề vấp váp, nhưng mà để mà đương nhiên chúng ta phải sống trong tâm tình gia đình, yêu thương nhau, nhưng mà để nuôi dưỡng cái tình yêu hôn nhân gia đình thì hãy nhớ đến cái khoảnh khắc ban đầu ấy, cái khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ nhau rồi yêu thương nhau. Kể từ khi mà gặp gỡ nhau thì khi mà đã có tình cảm với nhau, khi mà thương nhau thì nó có biểu hiện ra cái cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như từ một người ít nói trở thành người hay nói. Không biết đây nhiều người chúng ta sống trong gia đình thì chúng ta đã từng yêu cũng phải vậy không? Từ một người ít nói trở nên người hay nói. Từ một người vô tình trở nên một người biết quan tâm đến người khác. Sự thương nhớ đó khiến người ta khao khát tìm hiểu nhau và mong gặp lại bóng hình ai đó như đã in vào tâm trí từ những giây phút ban đầu gặp gỡ. Chính sự thu hút này làm cho người nam và người nữ ham muốn tìm hiểu lẫn nhau, kèm theo một nhu cầu yêu mến lẫn nhau, ham muốn thực hiện một điều chung với nhau, chia sẻ cho nhau. Họ có những dự định trong tương lai, họ tìm cách làm vui lòng nhau. Điều này thể hiện qua những lời nói, ví dụ như bây các cụ ông, cụ bà ngày trước có không, nhưng bây giờ những người trẻ người ta yêu nhau, người ta, tôi không biết là những người ta nhắn tin hay là nói với nhau là anh cần em, anh nhớ em, I need you và I miss you. Đấy, những cái từ đấy hay nhắn tin, rồi tôi thấy có cái điều lạ thế này nè, mà cũng là cũng mới đang yêu nhau thôi mà cứ gọi là vợ ơi với chồng ơi. Xét về thì khi mà bí tích như thế thì không đúng, còn là xét về khi mà đã cử hành hôn nhân rồi thì nói câu đấy thật là đáng yêu, đúng không ạ? Vợ ơi, chồng ơi, hay là trước đây thì các cụ là nhà nó ơi, hay là nhà mình ơi. Cái tình yêu hôn nhân nó hay vậy. Ra đây chỉ tôi thấy hình ảnh trong văn chương là, hay là ngày xưa tôi còn nhỏ ấy, có một bà này ra ngoài, ví dụ như chồng đi sang nhà hàng xóm chơi uống nước, cứ gọi là mình ơi. Thế là mình ơi, mà biết mình ơi là gọi ai? Mà đúng cái ông đấy, ông đi về thật. Chứng tỏ là nghe giọng mình ơi thì mình ơi, chúng ta thấy là cái từ gọi nó rất là ngày xưa, nó rất là hay. Thì bây giờ nó hiện đại ơi hơn thì là vợ ơi và chồng ơi nữa. Thì rất là hay. Những cái từ đấy, khi mà gặp gỡ nhau và khi mà yêu thương nhau, người ta có những cái biểu hiện tâm lý, cũng như là có những cái lời nói hay là những cái cử chỉ biểu hiện tỏ lộ tình yêu cho nhau. Sự cần và nhớ, sự cần nhau và nhớ nhau đưa đến những buổi hẹn hò thật thơ mộng, lãng mạn và vui tươi, nhưng cũng mang lại biết bao nỗi buồn thương vì người yêu lỡ hẹn. Như có nhà thơ nào đó đã từng bộc bạch: em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng anh buồn dạo mãi quanh sân. Nhìn trên tay điếu thuốc cháy lụi tàn, anh khẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Đấy là biểu hiện, đấy là những cái cảm xúc của những anh chàng đi yêu, mà mỗi lần nhiều khi đi yêu ấy, trong cái thời gian yêu, tôi thì tôi chưa yêu, nhưng tôi thì được nghe người ta kể rất nhiều về chuyện yêu, chuyện đi yêu. Nhiều khi là có thể là cái cô này, cô ấy cứ lúc đang yêu ấy thì mình cũng làm cao tí, cứ thử xem là mình thì sao, anh ấy đợi như nào đó. Thì rồi đương nhiên là các chị em thì chúng ta biết là trang điểm, make up thì mất nhiều thời gian, nhưng mà trong quá trình yêu mình cứ đợi, cứ để cho anh chàng đợi xem anh thế nào. Anh mà như cái anh này là anh ấy nghiện thuốc, anh hút thuốc đỏ tay mà người yêu vẫn chưa xuống, thì anh nói là gớm sao mà nhớ thế. Bình thường mà như thế, không phải yêu nhau thì thôi xin lỗi, nổ máy phóng ga đi về luôn. Nhưng yêu nhau thì cứ phải đợi, tình yêu nó như vậy. Và tất cả nỗi nhớ thương, sự thu hút lẫn nhau, các tình cảm nồng nàn được biểu lộ qua sự quan tâm đến đời sống của nhau, làm cho hai con người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, và dẫn đến một nỗi ham muốn chia sẻ đến độ không còn của anh hoặc của em mà là của chúng ta. Cái điều này là thật, bởi vì khi mà tôi là sinh viên ấy, tôi là sinh viên thì tôi ở trong cái nhà trọ đấy có 7 anh em, chỉ 3 anh em đi tu thôi. Còn 4 anh em không đi tu, tôi thấy cứ sáng đến lại thấy nhắn tin, người yêu nhắn tin, anh dậy chưa? Tối đến nhắn tin là anh đi ngủ chưa? Và nhắn tin nó có cái hay ở đó. Một ngày nếu mà một người, đây không biết là những cái người anh thỉnh với chị Vân Anh có vậy không, nhưng mà nếu mà một người một ngày giống như chúng ta, chúng tôi yêu Chúa thì một ngày mà không cầu nguyện với Chúa thì nó thấy nó nhớ. Và các anh chị yêu nhau thế, một ngày mà không nhắn tin hỏi han nhau, mà giận dỗi nhau mà không nhắn tin để làm hòa với nhau thì thấy nó làm sao ấy, nó bứt rứt có phải không ạ? Thế tôi thì tôi nghĩ như thế, và chắc chắn những người yêu cũng có cảm nghiệm như thế. Tất cả những điều ấy trở thành tình yêu
vào lúc hai người thật sự dấn thân và hứa trao ban trọn vẹn cho nhau, đón nhận nhau trong viễn tượng tương lai, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, đón nhận nhau một cách quảng đại và vô điều kiện. Họ đón nhận nhau không phải vì tiền, không phải vì vật chất hay địa vị, mà là đón nhận nhau, đón nhận một con người có tính cách riêng và có cuộc đời riêng. Chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta yêu nhau, cái tình yêu nó phải xuất phát từ con tim, và chúng ta phải, như cái lời Thánh nói với chúng ta, nơi bài đọc 1 và bài đọc 2 nói với chúng ta sống cái tâm tình của con tim. Còn nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta đến với nhau chỉ vì vật chất hay vì một lý do nào đó, thì khi mà những cái điều đó nó qua, nó không còn nữa, thì tình yêu của chúng ta nó không được bền chặt. Nhưng nếu mà một hai người mà tiến tới với nhau, xây dựng với nhau bằng con tim, thì nó sẽ bền chặt. Bền chặt không chỉ là trong những cái lúc vui về hạnh phúc, nhưng mà bền chặt cả trong những lúc khó khăn, những lúc thử thách. Bởi vì cái tình yêu đấy nó xuất phát từ con tim. Và chúng ta biết rằng là khi mà đã xuất phát từ con tim thì nó được sẽ được xây dựng bền vững và cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong đời sống hôn nhân gia đình. Hay chúng ta thường nói là cùng nhau gánh vác để xây dựng mái ấm gia đình. Có người thì lại bảo yêu nhau là cùng dìu nhau đi đến tương lai. Thế nên viễn tượng tương lai khi yêu nhau không chỉ là cầm tay nhau, ôm nhau trong vòng tay ngày hôm nay, mà là quyết định yêu nhau mãi mãi, cùng nhau đi đến hết con đường, tức là cùng nhau đi đến trọn đời. Tình yêu chân thực luôn mang tính vĩnh cửu, không chỉ yêu nhau khi tuổi còn thanh xuân, mà phải gắn bó với nhau khi tóc bạc mái đầu. Câu này thì nó chỉ là văn thơ thôi, còn bây giờ có lẽ nó cũng không đúng lắm. Bởi vì tôi bây giờ 40 tuổi, tôi cũng bạc gần hết đầu rồi. Và nhiều người bây giờ 50 tuổi bạc hết đầu, thế mà nói như vậy thì chả nhẽ bạc đầu xong là hết yêu. Đúng không ạ? Thì câu này có thể nó rất là đẹp ở trong hình ảnh văn chương thôi. Người ta bảo là chúc nhau trăm năm hạnh phúc, hay là chúc yêu nhau đến khi đầu bạc răng long. Bây giờ đầu bạc sớm, răng long sớm, thì câu chúc này nó không còn hợp thời nữa. Đúng không ạ? Để chúng ta chúc nhau, yêu nhau trọn đời, trọn đời. Đó là cái điều mà chúng ta cầu chúc cho nhau, nhất là cầu chúc cho anh An Tôn Thỉnh và chị Maria Vân Anh trong ngày anh chị quyết định thiết lập bí tích hôn nhân hôm nay. Khi mà thực lòng yêu thương nhau thì thời gian không phai mờ tình yêu, nhưng làm cho tình yêu thêm tươi thắm và sinh động. Không biết những ông ở đây từ 10, 20 năm, 30 năm, 50 năm có thấy thế? Thời gian không làm phai mờ tình yêu, nhưng làm cho tình yêu thêm tươi thắm và sinh động. Đúng là như thế. Cái tình yêu thuở ban đầu nó còn không còn sôi động như cái thuở ban đầu mới tìm hiểu, mới gặp nhau. Nhưng bây giờ cái tình yêu mà vợ chồng dành cho nhau nó chín muồi hơn. Ví dụ như có con cái thì chăm lo cho con cái, tình yêu dồn vào gia đình cho con cái. Khi mà lo, ví dụ như hai anh Thắng đây lo cho con cái, thì bây giờ cái tình yêu nó dành nó vẫn mặn nồng, cùng nhau lo việc gia đình, cùng nhau lo cho con cái, đấy là tình yêu nó mặn nồng hơn ở chỗ đấy. Đấy, cùng chia sẻ với nhau, cùng gánh vác với nhau, cùng nâng đỡ nhau, cùng vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, cùng chung vui với nhau những cái niềm vui trong cuộc đời. Đấy là cái điều mà tình yêu của vợ chồng nó mặn nồng như thế, mà chỉ có những ai sống trong bậc vợ chồng mới chia sẻ được cho nhau thôi, chứ mình không chia sẻ cho vợ chồng hàng xóm, đúng không ạ? Đấy là cái điều mà cái tình yêu vợ chồng nó nồng nàn ở chỗ đấy, và nó mặn nồng hàng ngày ở đấy, không chỉ là một vài năm, một 10, 20 năm, nhưng mà suốt cả cuộc đời. Bên cạnh đó, tình yêu không chỉ là hiến dâng đón nhận nhau hôm nay hoặc một vài năm, một vài chục năm như vừa chia sẻ với cộng đoàn, nhưng mà là suốt cuộc đời. Bởi thế, tình yêu đòi hỏi sự chân thật và trung tín với nhau, dù khi khó khăn, hiểu lầm, bực bội hay là những lúc ngang ngạnh, bướng bỉnh nữa. Có không ạ? Trong tình yêu thì có, nhưng mà đấy nó nhiều khi đấy gia đình nó phải có như vậy, nó phải trải qua các cái cung bậc hay là các cái những cái điều như vậy rồi sẽ chúng rồi vượt qua thì nó mới thể hiện được cái tình yêu, hay là nó mới thể hiện một cái gia đình cùng nhau cùng nhau thăng tiến. Và nói khác là đối với người nam và người nữ nên một với nhau. Một trong những biểu lộ chân thật và trung tín trong tình yêu là việc công khai hóa tình yêu qua khế ước hôn nhân. Những lời nói yêu thương thầm kín giữa hai người phải được bày tỏ trước mặt hai bên gia đình, trước mặt Chúa và Hội Thánh.
Cùng với đó, việc kết hôn này cũng biến tình yêu thành tích cực giữa hai người. Kể từ đây, anh và chị sẽ bỏ ý riêng của mình để hòa hợp với nhau trong sự hy sinh nhẫn nại và tha thứ cho nhau. Trước khi mà đi xây dựng gia đình, trước khi mà có về với nhau thì có lẽ anh Thỉnh cũng như chị Vân Anh thích làm gì thì theo ý của mình. Ví dụ như tôi nói rất cụ thể, ví dụ như anh Thỉnh vừa rồi có cái trận giao lưu bóng đá giữa các cha của Hà Nội với cả giới trẻ của Thành Lập. Anh Thỉnh tôi được biết là thủ môn bao giỏi, nhưng mà bởi vì lo sắp công việc rồi, thế tôi cũng bảo họp thì tôi bảo là thôi anh Thỉnh sắp cưới rồi, thôi để anh ở nhà, và anh Thỉnh ở nhà không đi đá bóng. Nhỡ ra hôm nay mà lễ cưới của anh, cái tay anh lại đeo cái dây thì nó ngại lắm. Về đấy chúng ta thấy không, vì cái ngày hôm nay, vì cái ngày cưới, vì cái ngày thành hôn nên mà mình bỏ đi cái trận đấu mà hay là môn bóng đá mà mình yêu thích. Và trong cuộc đời chúng ta cũng thế, trong khi mà chúng ta chưa xây dựng gia đình thì có những điều chúng ta có tự ý chúng ta làm, chúng ta thích thì chúng ta làm, nhưng mà khi mà chúng ta đã xây dựng gia đình thì không nói là thích nữa, mà đương nhiên mình vẫn có thể thích, nhưng mà mình phải lo cho cái toàn cục, tức là trong gia đình của mình xem là cái việc đấy nó có phù hợp với cả những người có vợ có chồng rồi không, nó có phù hợp với cả gia đình nhà mình, phù hợp với con cái của mình không, với cả bố mẹ hai bên không. Đấy, rõ ràng là như thế. Khi mà chúng ta đến hôn nhân gia đình thì mình không còn ngây thơ, không còn tự do tự tại theo trong cái lứa tuổi của mình chưa xây dựng gia đình, nhưng mà mình phải có trách nhiệm với vợ với chồng và với hai bên gia đình với con cái. Đấy là điều mà những người sống trong bậc hôn nhân gia đình cảm nhận rõ điều đó. Đồng thời, việc công khai hóa tình yêu cho hai họ, cho xã hội và giáo hội để tất cả cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn giáo xã hội cũng như giáo hội công nhận và cùng nhau bảo vệ, gìn giữ, làm thăng tiến tình yêu của người nam và người nữ cách riêng là của anh Thỉnh và chị Vân Anh qua giao ước hôn nhân. Thế nhưng để giữ vẹn lời thề, đôi hôn nhân cần phải được thánh hóa qua bí tích hôn phối và được tháp nhập vào tình yêu của Chúa Kitô và Hội Thánh. Như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh thế nào thì vợ chồng cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Điều này cần phải chúng ta để cho lời Chúa hướng dẫn, bởi vì trong cuộc sống gia đình không dễ, tôi cũng cảm nghiệm được. Tôi không đi xây dựng gia đình nhưng mà tôi cũng sống trong môi trường gia đình. Và các anh chị hay là các cụ ông cụ bà ở đây, chúng ta cũng đã sống trong đời sống gia đình nữa. Chỉ có yêu thương và tôn trọng nhau thì chúng ta mới có thể coi người khác trọng hơn mình, và chúng ta mới có thể kết hợp với nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Còn nếu mà không yêu thương, thiếu tôn trọng thì gia đình nó có vẻ thiếu đi cái niềm vui, và thiếu đi niềm vui thì chắc chắn không thể thành gia đình hạnh phúc được. Đó là điều mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ cách riêng. Là trong ngày vui hôm nay, anh Thỉnh và chị Vân Anh cần phải suy nghĩ để cho lời Chúa hướng dẫn và đem ra thực hành. Như cái bài đọc 2 nói với chúng ta, cái việc chúng ta, đương nhiên người phụ nữ ngày nay người ta make up, trang điểm nó đẹp hơn, tôi cũng cảm nhận thấy điều đó. Bình thường thì mấy bà, mấy chị ra đồng thì cũng nhìn cũng bình thường, nhưng mà đi lễ hay đi sự kiện gì mà make up lên tí thì cũng thấy đẹp đẹp. Và đấy là điều đẹp rồi, nếu mà chúng ta make up, chúng ta trang điểm là điều bình thường thôi. Người đấy thế, nhưng mà cái điều mà trong bài đọc 2 mà Thánh Phêrô hôm nay nói chúng ta, cái việc trang điểm không phải là bằng dây vòng ngọc hay là vòng bạc hay là bện tóc, nhưng cái trang điểm của chúng ta là trang điểm cái nội tâm. Một người phụ nữ, một người vợ nó quý được đánh giá cao, được quý mến hay là một người vợ tốt đẹp là ở cái trang điểm, ở trong cái nội tâm này, trong cái con tim của mình này. Đấy là cái điều đẹp nhất mà những người như thế, tôi nghĩ là ông chồng trận nào chán được. Chứ còn trang điểm ngày hôm nay nhìn xong ngày mai, xin lỗi nhé, còn đương tôi như tôi không phải là trang điểm nó không đẹp, trang điểm là đẹp, nhưng mà trang điểm á, xin lỗi, nhìn hôm nay cũng vui, người đàn ông vui thì thấy nó đẹp, nhưng mai nó buồn ấy, thấy cũng đẹp mấy thì nó chán lắm. Nhưng mà cái con tim có phải không ạ? Bây giờ một người vợ nào đó về nhà bằng cái con tim yêu thương, rồi trang điểm và bằng cái nội tâm này xử lý mọi vấn đề, nó rất là tuyệt vời. Thì tôi nghĩ là không ông chồng nào mà, đương nhiên trong cuộc sống gia đình nó không thể thiếu những lúc nó ok, nhưng mà chắc chắn không thể ông chồng nào có thể chán được. Tôi nghĩ như thế, thì không biết là có phải không, không biết là anh nào hạnh phúc kiếm được người vợ như thế chưa. Rồi kể cả đến đấy là nói các chị, còn nói các anh nữa, các anh cũng phải yêu thương các chị như Chúa Kitô yêu thương Hội Thánh. Chúa Kitô yêu thương đến nỗi mà Ngài đã hy sinh mạng sống vì Hội Thánh. Thì anh chị bây giờ làm những người trong gia đình, những người chồng ấy,
làm cha và làm trưởng gia đình. Sau này là có con cái thì làm cha và làm trưởng gia đình. Chúng ta phải ý thức được cái tầm cái quan trọng của chúng ta. Nên mà chúng ta cần làm trưởng gia đình không phải là để chúng ta ngồi trên, để chúng ta trịch thượng, chúng ta quát mắng vợ con, không phải. Làm chủ gia đình làm sao mà để chúng ta là cái như kiểu cái người một con tàu, một con thuyền, một người lái thuyền, lái tàu để cho cái gia đình nó vững chắc, gia đình nó được bền vững, thì đấy là người chồng. Còn xin lỗi chứ nếu mà người chồng mà người đứng đầu hay người lái thuyền mà cũng chồng chành như thế này thì con thuyền nó dễ bị ụp lật lắm. Đấy là điều mà chúng ta suy nghĩ hôm nay lời Chúa nói với chúng ta chứ không phải là tôi nói đâu. Và mọi người suy nghĩ, ai sống trong bậc gia đình suy nghĩ về điều đó, để cách riêng là anh Thỉnh và chị Vân Anh, để chúng ta trước tiên là chúng ta yêu thương nhau, chúng ta sống những điều mà chúng ta cam kết trong ngày hôm nay này, trong ngày thành hôn, trong ngày cưới mà chúng ta nói với nhau, đồng thời chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình. Vợ chồng cũng khi mà Đức Kitô hy sinh và tự nguyện chết vì hội thánh, để hội thánh được sống dồi dào và phong phú, thì vợ chồng cũng cần phải làm phong phú cuộc đời của nhau bằng những nghĩa cử bác ái, yêu thương và nhất là biết hy sinh và tha thứ cho nhau. Ước gì anh An Tôn Thỉnh và chị Maria Vân Anh luôn biết hy sinh cho nhau, vì nhau và làm nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Để có được điều đó thì anh chị hãy để cho lời Chúa nói với anh chị trong ngày thành hôn hôm nay và hãy đem ra thực hành. Đồng thời xin hai bên gia đình cùng với toàn thể cộng đoàn cùng nâng đỡ gia đình trẻ này, cùng cầu nguyện cho gia đình trẻ này để được Thiên Chúa chúc phúc và tình yêu của anh chị được trọn vẹn đến trọn đời. Amen. Anh An Tôn Nguyễn Văn Thỉnh và chị Maria Phạm Thị Vân Anh rất thân mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh An Tôn Nguyễn Văn Thỉnh và chị Maria Phạm Thị Vân anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là An Tôn Nguyễn Văn Thỉnh, xin nhận em Maria Phạm Thị Vân Anh làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Em Maria Phạm Thị Vân Anh xin nhận anh An Tôn Nguyễn Văn Thỉnh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa.
Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Thánh Maria Phạm Thị Vân Anh, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh cha và con và Thánh Thần. Anh em Phương Viên Văn Thị, xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, dành cha và con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh, chúng ta vừa chứng kiến anh An Tôn Thỉnh và chị Maria Vân Anh đã cam kết, đã nguyện kết cuộc đời với nhau bằng lời kết ước hôn nhân. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho anh Thỉnh và chị Vân Anh. Kể từ đây, chính thức theo luật của giáo hội thì anh chị chính thức trở thành vợ chồng, trở thành gia đình của nhau. Tôi cầu chúc cho anh chị luôn luôn có nhiều ân phúc của Chúa và luôn luôn sống và trở thành một gia đình có nhiều niềm vui đầm ấm và chan chứa hạnh phúc. Thế đây chúng ta cùng đứng để dâng lời cầu nguyện cho hai anh chị. Anh chị em rất thân mến, trong ngày lễ thành hôn của anh An Tôn Thỉnh và chị Maria Vân Anh hôm nay, chúng ta cùng tha thiết xin Chúa chúc lành cho hành trình tương lai của anh chị bằng lời nguyện xin. Chúa Kitô đã yêu thương Hội Thánh và Người đã hiến mình vì Hội Thánh. Chúng ta hiệp đời cầu xin cho Hội Thánh luôn trung thành với sứ mệnh Người trao, là tiếp nối sứ vụ rao giảng tin mừng bằng mọi cách thế và hoàn cảnh của đời thời đại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho tình yêu mà anh chị tự nguyện cam kết với nhau hôm nay được mãi mãi bền đỗ bằng sự hy sinh, cảm thông và đồng trách nhiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Biến động của xã hội, phát triển khoa học, công nghệ cũng hệ lụy đến đời sống các gia đình trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người ý thức sử dụng đức đúng mục đích và cho những người quản lý thị trường có trách nhiệm để đem lại lợi ích cho người dân. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho các cha mẹ và mọi người thân thuộc, người còn sống cũng như kẻ đã qua đời. Xin Chúa cũng đồng hành với những gia đình đang phải phân ly, cho họ biết cảm thông với nhau và cùng nhau bước tiếp trong tình yêu thương và hạnh phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy
Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện chân thành, xin Chúa đoái nhận và ban phúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dâng Chúa, đi theo con, xin dâng Chúa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa hãy hy lễ của anh chị em để các con cùng vinh danh Chúa và yêu mến Chúa chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu và ghé mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho các tôi tớ của Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu, Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con là thiên Chúa trên trời và thiên đường Chúa trong lòng, cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ.
Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Anton Nguyễn Văn Thỉnh và chị Maria Phạm Thị Vân Anh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị luôn được bền vững trong tình yêu thương nhau và luôn được sống trong bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chữa cam dỗ, nhưng yêu chúng con cho anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho anh Anton Thỉnh và chị Maria Vân Anh vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp với nhau trong tình yêu thương. Lạy Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ của Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Phạm Thị Vân Anh và bạn trăm năm của chị là anh Anton Nguyễn Văn Thỉnh. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xót tội. Xin cho tôi vào miền máu Đức Kitô chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hợp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Một lần nữa chúng ta cùng chung vui và chúc mừng anh Thỉnh, chị Vân Anh và hai bên gia đình bằng một tràng pháo tay. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc.
bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.